Cụ thể, mới đây, GoFood đã chính thức khai trương thêm 6 cửa hàng mới tại khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây đều là những cửa hàng nằm trong khu dân cư đông đúc, có thể đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm sản phẩm chất lượng một cách tiện lợi, với giá cả phải chăng, đặc biệt là các loại thực phẩm tươi sống phục vụ bữa cơm bổ dưỡng của nhiều gia đình. Nhân dịp khai trương, GoFood sẽ thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi dành cho các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Cụ thể, các loại rau củ được giảm giá mạnh từ 30 đến 49%, trong khi trái cây và thực phẩm tươi sống cũng được giảm từ 10 đến 20%. Bên cạnh đó, từ nay đến hết ngày 14 tháng 12, với chương trình mua nhiều ưu đãi lớn khi có hóa đơn tích lũy từ 1,5 hoặc 2 triệu đồng trở lên, quý khán giả còn được nhận ngay quà tặng là các loại thực phẩm thiết yếu như nước mắm, gạo,